thử thử cái Ngon không? Không ngon à? không thể tả. Ngon quá à? Chưa, bà xã mình ăn thấy ngon quá mà. Tối ăn bữa đó thì dọc đi ăn chung nhưng mà Xã hai chào tất cả các bạn. Hôm nay đến với channel của mình và mình cũng làm một cái món ẩm thực rừng đây. À, đây có ếch, sóc rừng đây, đây là sóc đồi đây và mấy con cá mình làm chung luôn và còn gì vậy ta? À thì nhông đây, thì tôm đây. Thôi bây giờ chúng ta sẽ làm cái món này. Có ếch, sóc rừng đây, đây là sóc đồi đây và mấy con cá mình làm chung luôn và thì nhông đây, thì tôm đây. Thôi bây giờ chúng ta sẽ làm cái món này. Rồi tiến hành làm này. Đây em sóc đồi đây. Ớt luôn, trộn luôn. Thì tôm với là sóc đồi. Mình không ướp gia vị gì nhiều cả. Ướp gia vị vừa vừa thôi. Thịt rừng mà, không cần gì ướp cho nhiều. Rồi lên bếp các bạn. Đây là mà món tổng hợp. Đây, món tổng hợp ếch rừng, thì nhông rừng và con sóc đồi. Tối quá trời âm u. Bởi vì cái cá với thịt thì mình đã thịt này cũng đã ướp sẵn và mình không khói rồi cho nên là mình chỉ làm sơ qua thôi, làm chín tới mình thì cũng đã như thế không khói cho nên mình không khói được cá thì không khói rồi.
Dùng qua không có ít gia vị nha, sao rồi. Ừ, cỡ 10 đến 15 phút nữa là xong rồi. Rồi chờ xíu nữa. Đây các bạn có biết đây là lá gì không nè? Đố các bạn đây. Đây là lá chim chim. Lá này là ăn sống vậy. Và nếu chúng ta nấu nấu chín thì chuẩn bị nhắc nồi xuống, chúng ta sẽ bỏ vào lá này. Đây gọi là lá chim chim. Đây các bạn xem nè. Ở trên rừng trên núi nhiều lắm. Đây, lá này ta quấn với thịt ba chỉ nè, thịt heo đó là rất ngon này các bạn ạ. Tí nữa ta quấn với lại cái thịt sắp với lại thịt nói chung là quấn với thịt rừng. Tí nữa có một số anh chị ở lên rừng này, là toàn là dùng cái lá này, rất ngon, vừa đắng mà vừa thơm nữa. Dán nữa đi con thêm con. Thơm quá biết luôn à. Đây là món tổng hợp và ba thứ nè. Cá mình đã nói chung là món này mình đã xong khói rồi, cho nên là mình xào nữa, không bao giờ nát đâu. Sạch chín rồi đó. Chăm xin. Càng chín rồi mình phải chăm miếng. Nữa. Xách cái lá chim chim nè. Lá này để bỏ vào trong cái thịt này, này. Vừa có gia vị đắng, mùi thơm nữa. Có cảm giác là hòa quyện với lại thịt với lại xà xả, ớt, rất dễ chịu. Còn mấy lá này đẹp để quấn với thịt. Gặp em thử nếm thử nha. Chín rồi nó, chừng mà chín rồi nó còn hơn. Thôi thì sắp nó cứng. Nó già ra nó cứng. Anh này hình chưa chín à? Chín rồi. Chờ xí đi. Cá thì chín rồi. Sợ ra. Chín chưa nè, chín rồi đó. Bỏ rau đi. Ôi đen quá. Trời ơi. Nè, đây là lá chim chim á. Lá chim chim rừng. Cái con nó nhiều à, trời. Cái nhà với con nó rừng nó nhiều. Còn lại rừng con. Đây là toàn là ẩm thực rừng không ạ. Mình dùng toàn đồ rừng hấp dẫn. Anh nào muốn bạn nào muốn thưởng thức thì lên rừng đi theo bọn mình nha. Bọn mình sẽ đi và phượt trên rừng tìm hấp dẫn lắm. Các bạn xem thấy hấp dẫn thì cố gắng lại để lại cái like cho mình với nha.
để tiếp theo là các bạn sẽ thêm theo dõi các video tiếp theo nữa. À. Thôi mình cắt tới dĩa thôi. Rồi, đây là thành quả đây. Ồ, ngon quá. Thấy nhỉ? Thèm. Rồi, một cái dĩa thêm tập nữa lên sơi. Đó. Đó xong. Những bạn ở đường núi thì mấy bạn đều biết cái món này là món gì đây. Những bạn nào mà ở trên rừng núi thì cái này thì quá quen thuộc rồi. Còn với các bạn mà ở đồng bằng thì sẽ rất xa lạ với cái loại lá này. Đây. Ngọt quá. Nghe thơm phức. Hết lưỡi cho mẹ. Đây các bạn xem thấy hai thì gắn like và để cho mình lại cái làm tiếp để cho mình có cái động lực làm cái video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ thử một cái đi em, thử một lá thử. Ngon không? Không ngon à? Không thể tả. Ngon quá à? Chưa, bà xã mình ăn thấy ngon quá mà. Tối ăn bữa đó thì chồng đi ăn chung nhưng mà xã rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ like cho mình nha các bạn.